Hello, xin chào cả nhà. Cả nhà khỏe không? Cảm ơn cả nhà đã quay trở lại với kênh Bờm Family AU. Bên Úc hiện nay đang chuẩn bị bước vào mùa đông rồi cả nhà. Mà thấy mấy anh chị khoe cái vườn của họ trồng thu hoạch được nhiều trái, nhiều thứ lắm, thích lắm. Nhưng mà còn mình thì chẳng thu hoạch được gì hết. Sẵn đây mình giới thiệu với cả nhà khu vườn phiên bản lỗi của mình nha. Trước khi mà giới thiệu thì mời cả nhà coi những hình ảnh mà từ lúc cây thanh long của mình nó đâm chồi, nở hoa, kết trái cho đến khi thu hoạch được luôn nha. Vì đây là cây thanh long mà mình trồng đã được 3 năm và đây là lần đầu tiên nó có trái đó cả nhà. Nhìn thấy thích lắm. Mà quá trình của nó từ lúc mình thành ra cái nụ đến lúc mà ra trái cũng lâu thiệt đó, hồi hộp đợi chờ dữ lắm cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng mình tham quan vườn nhà mình nhé. Thu hoạch thanh long đầu mùa đầu lần đầu trồng 3 năm rồi giờ mới có. Trên là bự nhất á. Lần đầu tiên của mình hả? Đợt trước còn có mà ít trái hơn. Có một trái là lúc mới đem về trồng thôi. Đây là thanh long lần đầu tiên trồng sau 30 3 năm. Thu hoạch được. Để dùng nhỏ luôn. Thu hoạch được như đây, năm nay thu hoạch được như đây. Đã chưa? 4, 6, 7 rồi nãy mới ăn trái thử rồi. Và đây cuối cùng thành quả của mình đây. Mình lấy hai trái bự nhất trong đám mà mình mới cắt vô á để cắt ăn thử. Thì nó cũng không có thật là ngọt giống như ở ngoài, nhưng mà nó vừa ăn nó không có bị lạt đâu cả nhà, mà nó cũng giòn ngon lắm. Nó không bị chua. Cái này ông xã mình ăn được, chứ mà cái nào mà nó chua là ông xã mình ăn không có được đâu. Phiên bản lỗi của mình nha. Đây là rau thơm của nhà mình đó cả nhà. Để mình cắt rau thơm xong rồi mình sẽ đi giới thiệu cho cả nhà biết những cây mà mình trồng ở khu vườn của mình nha. Mình trồng chỉ có giáp cá là nó lên nhiều nhất thôi cả nhà ơi, chứ không còn cái rau nào mà nó lên nhiều hết á. Không hiểu sao cái giống cá là nó lên quá trời luôn á. Thank you.
Trước khi quay cảnh vườn thì mình coi mấy con cá của mình trước nha. Đây, đó, bữa nay cả nhà thấy không? Nó lớn dễ sợ chưa? Mà tụi nó lớn vậy đó. Cơ bộ nuôi cá được hơn trồng cây á. Trồng cây trắng ra cá nào hết. Mà nuôi cá thì thấy cá lớn dễ sợ luôn. Cá thiệt. Tới giờ ăn của tụi nó rồi nè. Cứ tới giờ ăn là ra. Đây là vườn cây của mình đây nè. Đây là cây cây vải của mình đây. Cái gốc của nó như vậy nè cả nhà. Mình trồng cây vải này cũng được 7 năm rồi nhưng mà vẫn chưa có trái. Nó lên tới đây nhưng mà chưa một lần nào có trái. Còn đây là cây nhãn của mình đây. Nó cao tới đây nè. Đây. Đây là gốc nhãn. Đây. Bạn nhìn thấy gốc cây nhãn của mình. Đây, gốc cây nhãn của mình. Cây nhãn này mình cũng trồng đồng thời với lại cây vải cũng được 6-7 năm. Nó cũng có ra trái. Trái nó là nhãn hột tiêu. Nhưng mà không có ra nhiều. Mỗi một cái nhánh như vậy nó ra được cho mình 1-2 trái. Nhưng mà ăn rất là ngon. Lại nhưng không có nhiều thôi. Còn đây cây xoài tí hon của tôi đây nè. Bữa nay nó cao lên tới đây rồi. Đây là cây xoài. Giống xoài này là xoài của Úc. Cái trái nó tròn tròn á. Ăn thì nghe mùi thơm lắm. Một năm thì nó lại cho mình được có 4 năm trái thôi. Đúng ngay dịp Tết để mình hái vô mình chưng Tết. Đó. Đây. Gốc xoài cũng có chút xíu vậy thôi. Cũng trồng cùng một lúc với lại cây vải cây nhãn luôn. Cũng 7 năm rồi. Nhưng mà lúc trồng là về là mỗi năm nó cho mình được khoảng chừng 5-6 trái. Còn đây là cây bưởi. Thấy trái bưởi tôi không? Cây bưởi này ra trái rất là nhiều luôn. Đây cây bưởi đây. Cây bưởi của mình nè. Trái nhiều lắm. Bự có, nhỏ có, đẹp cũng có luôn. Nó cao lắm. Nhưng mà trái thì nhiều nhưng mà ăn nó không có ngọt. Nhưng mà được cái nó không có bị khô. Muối nó không có khô, mình vẫn ăn được rất là ngon.
Nhưng mà đối với mình thì ăn được, đối với ông xã mình thì lại không ăn được vì nó chua. Đây là gốc bưởi của mình. Mình trồng cây bưởi này cũng cùng thời với lại mấy cây kia, nhưng mà không hiểu sao cây bưởi nó lại được cao như vậy mà lại có trái. Trái bưởi quá trời luôn á. Nhìn đã dữ sợ luôn á. Năm vừa rồi là một mình ăn hết nguyên một cây bưởi này luôn. Tại vì ở nhà không ai ăn chua được hết. Trái bưởi bự dễ sợ luôn á. Bự quá. Năm nay bưởi cũng quá trời luôn. Mà không biết nó có ngọt hơn năm ngoái không nữa. Còn đây là cây ớt của tôi đây. Hồi xưa tôi có cây ớt bự lắm. Nó trồng ở phía bên kia, nó đang có trái nè. Nó trồng ở phía bên kia. Trái ớt của tôi mà tôi thấy nó cao, nó bự quá nên tôi tỉa đến nỗi mà ông bố ổng la ổng nhổ nó luôn rồi. Còn đây là cái giống con của nó, rồi bố mới trồng qua bên đây. Kế tiếp là mình có một ít lá lớp đây, đi xin của người ta về trồng, nay lên được như đây rồi. Còn đây, đây là cây bồ ngón mình mới mua về để trồng nó. Bồ ngón bên đây rất là hiếm, nhưng mà không hiểu sao mấy năm trước là không có luôn á, không, mình không thấy ở ngoài chợ bán. Nhưng mà mấy năm gần đây, từ 2 năm gần đây thì mình thấy ở ngoài chợ bán rất là nhiều, và bà con đem ra bán mấy cây con nữa. Chứ hồi xưa là không biết bồ ngót là gì luôn. Cái bồ ngót bên đây ra bông rồi. Có bông nữa nè. Cái bông nó màu vàng vàng. Hy vọng nó sống qua cái mùa đông này. Lần đầu tiên mình thấy bông của nó luôn á. Cái này mà sống thì nó lên cho lá nhiều lắm á. Nhưng mà không biết tại sao mà bên đây họ lại bắn bắt như vậy. Bông nó nhỏ nhỏ đẹp quá. Còn đây là một ít rau đắng của bố chồng. Bố rất thích ăn rau đắng nên á, lúc mà mình mua rau đắng về á, bố lấy một ít đem ra đây trồng đây. Tươi dễ sợ luôn. Chỉ có rau đắng của bố chồng thì nó còn lên được nhiều nhiều chút. Đã dễ sợ luôn. Có rau đắng của bố làm mới được thôi. Còn đây là cây chanh của mình. Không hiểu sao chanh mình trồng nó chỉ có trái nhỏ nhỏ như vậy thôi. Đó là cây chanh xanh đó. Mà không hiểu sao trồng mấy năm trời trái nó cũng chỉ có nhỏ nhỏ vậy thôi. Năm ngoái á, thì mình cắt vô, mình hái vô, mình làm gừng mật ong, uống hết nguyên một hũ luôn. Đây trái có chút xíu nè. Năm nay mình có cắt thử thì mình thấy nó có nước, nhưng mà cũng chỉ có nhỏ như vậy thôi. Chắc mình cũng làm một hũ gừng ong quá. Nó cây chanh bự như vậy đó. Cái gốc chanh của mình, cái gốc chanh của mình nè, bự như vậy mà cái trái nó có chút xíu à. Không hiểu luôn.
chanh. Không thấy bự, nó cứ nhỏ nhỏ như vậy á, không hiểu luôn. Chồng cũng 7-8 năm rồi mà không hiểu sao nó cứ nhỏ quá trời nhỏ luôn. Mà mới ra trái có 2-3 năm nay thôi, còn mấy năm trước là không có luôn. Ô, nhỏ xíu à. Mà trái thì cũng nhiều lắm luôn á. Ồ, cây cam ngọt của mình đây. Quá trời trái luôn. Sắp sửa thu hoạch cam được rồi. Chồng hai cây cam lúc mua về là có. Cây này thì ăn mỗi năm, năm nào cũng ngọt hết. Trái quá trời luôn. Trái bự không à. Đây cây cam chua trái cũng nhiều lắm cả nhà coi nè, quá trời luôn. Nhưng mà nó lại chua, chua ơi là chua luôn á. Không biết làm sao cho nó hết chua luôn, chua lắm luôn á. Kế tiếp đây là trái mướp. Mình trồng mà mướp nó ra vậy đó, thấy tội nghiệp không? Còn cây thanh long này, hôm mấy bữa vừa rồi mình mới vừa thu hoạch xong, à bây giờ cũng còn một em lát chiều hái vô. Cây thanh long này mình trồng cũng được là 4 năm rồi mà năm nay nó mới ra trái cho mình ăn đó. Ở bên đây là bạc hà nhiều lắm. Ở trong là gừng, đây là gừng, còn đây là cây mít. Mình mới bỏ ăn cha hột mít xong rồi mình bỏ xuống, mình gieo, mình trồng thôi, mình chưa có đem ra ngoài. Nó mới cao tới đây thôi. Còn đây là gừng nè. Đây là bạc hà, nhiều lắm. Ba mình thì thích ăn lá mơ cho nên lấy một nhánh mơ của nhà kế bên bỏ vô trồng. Này là hủ qua trồng rồi, gần tới mùa đông rồi mà nó mới có nhiêu đây. Cái này là mình mua về mình nấu canh xong mình lấy cái gốc của nó mình bỏ xuống mình trồng mầm tơi nè. Bữa nay nó ra lớn dễ sợ luôn. Mầm có nhiêu đây đâu đủ nồi canh cho tôi đâu, để cho đẹp thôi. Dắp cá này nó hả, hồi xưa mua có một chậu nhỏ thôi mà nó ra, trời ơi nó ra quá trời luôn nè mọi người. Cái này là đây. Đủ là một nồi bún riêu ăn ha. Mấy cái này mình không có bỏ hạt. Mình hồi xưa mình mua một chậu về mình trồng, xong rồi cứ qua mùa đông á thì nó tự lên. Tới mùa đông thì nó chết hết, nhưng mà qua mùa đông là nó tự lên. Mình cũng không có gieo hạt hay gì hết, mà tại vì cái bông nó nở bông á, xong rồi nó rớt hạt xuống là tự từ mùa đông nó lên. Xong mùa đông là tự nó lên hết. Không lụi mà bị sâu nhiều lắm. Đây.
muốn mọc là chỉ cần có cái rau này thôi. Có rau này là may mắn lắm rồi. Đấy, vườn rau phiên bản lỗi của mình nhỏ nhỏ vậy thôi, chỉ đủ ăn làm rau sống ăn trong nhà thôi. Vậy là mình cũng đã giới thiệu xong cái vườn rau phiên bản lỗi của mình rồi này cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình nha. Nếu như mà cả nhà thấy thích video mình, hãy bấm like. Và nếu ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh của mình để nhận được video sớm khi mà mình mới ra nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.